Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ là đã xây dựng niềm tin của Phật tử của Phật giáo, đó là cái biểu tượng lý tưởng tâm linh của người Phật tử Việt Nam, đó là thành quả của sự hoạt động chúng ta làm. Người Việt Nam phải có Phật giáo Việt Nam thì tạo, mà vai trò chúng tôi là người Phật giáo Việt Nam thì mang dòng máu dân tộc Việt Nam, cho nên chúng tôi phải làm tròn cái bổn phận của mình, của dân tộc Việt Nam. Đây là quê hương mới, tôi lại đóng góp dùng các thầy để xây dựng một quê hương mới. Từ vô thủy ta luân hồi cát bụi, vẫn miệt mài bám lấy cõi trần gian, vẫn hít thở âm thầm yêu cuộc sống trần gian ơi, nghe cát bụi mơ màng. Theo khát vọng ta trầm luân gót mỏi, đếm đường dài vết cũ bụi chưa tan, ngoảnh mặt lại khói sương mờ phong kín, đường qua đi mất dấu tự phương ngàn. Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thật không phải là dễ. Chúng ta là khách lữ hành, đang đứng trước ngã tư mà chưa biết cuối cùng các con đường ấy sẽ đưa đến đâu. Thảnh thơi an lạc, hay là sầu bi thống khổ. Xuất gia, chọn cuộc đời làm tu sĩ, nghĩa là từ đây, vị ấy sẽ chọn cho mình một lối đi độc hành, nhưng không riêng lẻ. Con đường ấy, hành trình ấy, chắc chắn không có nhiều hoa thơm cỏ lạ, không có nhiều suối mát trăng thanh, mà đâu đó trong cuộc đời còn phải đối diện với rất nhiều trông trên, cạm bẫy và khó khăn chướng ngại. Ấy vậy mà, vì sao vẫn có rất nhiều bạc chân nhân khước từ, những thú vui tạm bợ trong chốn bụi hồng để dấn thân vào cửa thiền môn u tịch. Chọn cuộc sống nhẹ nhàng bên nhịp mõ lời kinh, hay là ôm hoài bão lớn, âm thầm phục sự nhân sinh, dấn thân vì hạnh phúc của muôn người, muôn loài. Trong khi một năm ông ở trên đảo á, thì ông có nhớ gì về quê hương và ở trong quê hương Việt Nam này không? Bây giờ mình lo để mình đi định cư, mà ở đó thì tôi phải gây cái phong trào tu học. Tôi gây phong trào tu học tại đó, tại tị nạn. Tôi mở khóa di thức, tôi mở tất cả những khóa học ở trên chùa đó. Cho tôi những người Phật tử Việt Nam, người tị nạn, người nào cũng học hết. Cho đến ông Lý Tống mà bây giờ gì nổi tiếng không? Ông Lý Tống học với tôi đấy. Học trên đảo tị nạn. Tị nạn. Ông đi tị nạn. Ở tị nạn, tôi ra tôi ông Linh học mà. Vượt biên cùng tị nạn. Tất cả đều học, nhưng mà những sĩ quan, những người Phật tử mà họ sĩ quan, họ không biết đạo gì hết, nhưng mà nhờ cái đó họ hiểu đạo. Họ hiểu đạo, còn họ đi đâu rồi đi. Ông nhưng phạm pháp tại. Hoài mới tị nạn. Mà phạm pháp tị nạn dễ hơn mà phạm pháp bên đây. Phạm pháp tị nạn bị họ buồn quá, họ đi chùa chứ đi đâu giờ. Họ làm cho chùa nữa. Lễ Phật đản có thi là gì. Mời cao quỷ qua làm. Mình giảng ngay tại đó. Mà làm nghĩa là coi như cả ngàn người mà. Vậy là lúc đó bên đó có vị thầy nào lớn hơn ông không? Không, có mình tôi là lớn. Vậy ông lãnh đạo tin bây giờ mà tin lớn là cái ông Thiện Trì, ông đi rồi. Còn tôi lớn thì cái tốt sau này mấy cái gì vậy, còn tôi cũng đi thôi chứ tôi đâu có ở tị nạn, vì tôi đi tị đó là tị nạn mà. Nhưng mà tị nạn tôi gây cái phong trào hoằng pháp tại đó, lễ tại đó, học tập giáo lý tại đó,
mà tất cả gây phong trào tu quán di thức tại đó, tất cả những người trí thức là họ mê chết luôn, họ đi qua bên đây. Trong những buổi giảng, buổi lễ bên đó của người Việt tị nạn ở bên trên đảo đó thì có khoảng bao nhiêu người tham dự? Cả ngàn người. Bởi vì sao? Ngoài cái đó đi vô học nghe lý để giải trí, bằng không có cái chương trình gì là mà chịu nổi. Đó ông cũng làm bận rất nhiều việc, ông không còn nhớ gì về Việt Nam hả? Không, đó cái lo làm cái đó không có thời giờ đâu. Mình đó, cha mẹ thân phụ của ông bằng... chết rồi, chết lâu rồi. Thì là không còn gì lưu luyến rồi. Không có gì lưu luyến, có mình tôi thôi. Anh em tôi thì ở Việt Nam, thì bắt đầu tôi mở cái chương trình khóa học đó liên tục luôn cho khi tôi định cư. Thành ra cái tốt học đó khi họ qua Mỹ là cán bộ của tôi đây. Nhưng mà trong thời gian trên đảo ông phải có thời gian nào đó ông phải gọi là tu tập làm cái tư lương cho bản thân mình. Cái vấn đề lo trung tâm Hoàng Pháp, nghi thì giờ nghiên cứu Hoàng Pháp, tôi lên đài phát thanh tại đảo. Tôi thành lập cái là 300 sinh học gia đình phụ tử. Nó hỗ trợ cho chúng tôi chương trình đó, làm cái vấn đề xã hội luôn cho cao quỹ, mà đồng thời mà lên đài mỗi tuần lễ đều lên phát thanh trên đài tại đảo. Phát thanh là ông nói về Phật giáo. Nói về Phật giáo, rồi ăn văn nghệ, phát thanh, rồi đóng kịch như thế, biểu diễn, tôi chỉ đạo luôn, tôi làm cái show đó luôn, cái show bồng đó. Tôi làm đủ cách đó. Nhưng mà ông có phải có ví dụ hàng đêm và buổi tối? Không, cái bây giờ mình không có làm, mình bị cái tâm hồn của mình cho Phật giáo mà đi mục tiêu là đi tị nạn để mà quát với Phật giáo thì lo cái gia đình đó. Mà hơn nữa là cái dịp này là cái dịp Hoàng Pháp thì mình cứ Hoàng Pháp tại đây, mình nghiên cứu để mình giải thích. Dạ. Mỗi tuần, mỗi ngày. Thì có thời gian ví dụ một tuần như vậy, ông có dành thời gian một ngày nào đó để ông nghiên cứu rồi? Dễ nghiên cứu mình đọc, thật là mình móc trong memory, mình nhờ nhiều chuyện lắm, hồi xưa mà 10 năm thâu vô mà. Cũng như bây giờ anh về vấn đề xã anh kia chemistry thì anh giỏi quá, hay là anh giỏi quá rồi anh cần gì phải học nghiên cứu đọc ra thì nhớ là đi phát vi thôi. Dạ. Mình lấy cái đó mình đi chứ ở đại thì nàng làm gì có tài liệu. Dạ, rồi năm 83 bắt đầu rồi xong khi lúc đó đó tôi đi Úc, cho tôi là nhất định đi Úc, vì chương trình Úc tất cả đều do Úc nhận tôi rồi, mà chạy thì nàng nhận tôi hết. Tôi đi Úc chứ tôi không đi Mỹ. Mà tôi đi Úc tôi mới có cái chuyện làm lớn được. Còn mà Mỹ thì không chuyện, vì chính phủ Úc nó đang phát triển kinh tế, tôi muốn mời lợi dụng cái đó, tôi phát huy lực lượng. À, Phật giáo làm con cầu huấn luyện cán bộ tung ra hải ngoại. Thì trong khu đó tôi đi vô chương trình đó, mà có dự án mà chương trình kinh tế tôi đưa cho chính phủ Úc quan hô mà chấp nhận cho tôi đi mà. Lúc ông ở trên đảo ông làm ra cái dự án. Dự án đó đặng tôi đi Úc. Thì chính phủ Úc chấp nhận cái project tôi mà. Là cái plan của ông là từ lúc ở bên Việt Nam là đã là muốn đi Úc rồi. Không. Tại tị nạn, khi tại tị nạn thì tôi mới gửi thơ cho thầy Nhất Hạnh. Dạ. Đầu tiên tôi nói về tôi tới tại đảo rồi, thầy người ở ngoại quốc, thầy nên cho tôi biết nên đi nước nào. Vì tôi thì đúng hơn á, là tôi bị tôi có một đệ tử nó làm sợ như nó cố vấn cho ngoại vụ cho Pháp, nó nói thầy đi qua Ga Lăng, nên tôi mới đi Ga Lăng. Chồng con là làm đại sứ tại Ga Lăng, thầy đó thì gửi cho con, tôi nói chồng con móc thầy qua Pháp ở, còn tụi con nuôi. Tôi mới đi đó, tôi đi Pháp. Nhưng mà người đi tới nạn thì người nó đi Pháp khổ, người đi, tôi không biết đi đâu. Thì tôi bắt đầu tôi mới gửi thơ cho thầy Nhất Hạnh. Tôi nói tôi tháng quan là tới đảo rồi. Thầy là người ở quậy quất lâu, thầy nên cho tôi biết nên đi nước nào. Thầy Nhất Hạnh đang ở bên Pháp. Ở bên Pháp, là không. Thì trong lúc đó đó, thầy Nhất Hạnh gửi thơ qua liền. Tháng quan, đừng đi Pháp, khổ lắm. Đi Mỹ, đi Úc, đi Canada. Thì bắt đầu trong cái đó thì tôi mới nghiên cứu Úc, tôi nghiên cứu Canada, tôi nghiên cứu Mỹ thì tôi cần bây giờ mình sống Mỹ mình biết rồi. Rồi á. Có cái chuyện gì mà ông sao ông biết Mỹ? Xin lỗi, tôi là hồi xưa làm việc với Mỹ mà. Yeah. Hả? Tôi làm việc với Mỹ. Tôi có cố vấn đặc biệt Mỹ mà. Ông có cái chuyện gì vui với lại người Mỹ khi mà ông làm việc? Bị tôi ma giáo, nó ma giáo với tôi thì tôi ma giáo với nó. Có cái chuyện gì? À thiệt, chuyện vấn đề làm ăn ma giáo mà. Ông mời nó đi ăn. À giờ vụ đi ăn đó. Giờ sao? Tụi mình đãi nó ăn. Dạ.
khi nó đến khi nó mời mình ăn, ai về nó mời mình ăn mà mình ai nó trả tiền. Trời đất ơi, mai tôi đem tiền theo không có chết rồi. Trong khi đó trước đó là ông đại nó ăn mà đại nó ăn mình cho. Mình thế là hào quá mà mình đãi mình bao hết. Nó ăn đến khi mình tưởng đâu nó ăn, nó mời mình ăn thì mình tưởng đâu là nó đãi lại mình. Ai về đâu ăn rồi nó mình ai nó trả nó bỏ đi về. Thế là hai nữa tôi thường thường á tôi có cô với cô dân bạn. Nó còn bạn mà nó giỏi tiếng Việt lắm. Nó khoái nhất là nó vẽ, tôi vẽ mấy hình bị gì thường thường à. Cô gái nội ngoại nó đòi nón bài thơ á, tặng cho nó. Ồ nó khoái lắm, nó khoái lắm. Để mà tặng nó Tết chị Noel này kia là tôi làm cái đó đó. Thời gian năm mà ông trên đảo ông viết thơ qua thầy Nhất Hạnh. Tôi viết đỡ Nhất Hạnh. Người ta bắt đầu thầy Nhất Hạnh gửi thơ qua nó đừng đi đó đi ấy, thì tôi tính tôi đi Úc mà chương trình tàu tôi nằm trên Úc rồi bạn bè tôi là mấy cô cũng nằm trên Úc đó bây giờ nên con đau bệnh rồi người ta về đâu phái đoàn Úc ông chủ phái đoàn là ông Bill hôm qua ông nhận của tụi tôi hết trong chiếc tàu rồi nhận sạch hết trừ ông chủ tàu ông không đi ông đi qua Mỹ thôi. Ông có bà con thì ông đi Mỹ, còn nhiêu là đi Úc. Thì cuối cùng á là trong khi Úc, nhưng mà tôi nó không nhận. Tôi đưa cái giấy tờ hồ sơ sở di chính phủ Úc nhận, báo chí Úc đăng tờ, những cái hồ sơ đó đều là nó coi là nó lắc đầu nó bỏ đi. Bên chính phủ Úc không có nhận. Không nhận tôi. Cancel. Lúc trước đó đã nhận rồi nhưng mà sau cancel. Ở sau là cancel. Thì tôi bắt đầu tôi mới qua bữa sau tôi viết cái thơ tôi gửi cho cao quỹ ông tị nạn, tôi nói tôi là tại sao chính phủ Úc mà không lại không nhận của tôi kỳ tôi thưa cái cao quỹ, cao quỹ tị nạn ông coi ông giọt cao quỹ tị nạn cao quỹ trưởng à, ông cao quỹ trưởng ông có lý đặc biệt của Mỹ ông khiếu nại cái gì thì cứ bắt đầu nói ông lý đặc biệt của Mỹ mà ông khiếu nại cái gì có giấy đặc biệt. Thì tới hai tiếng đồng hồ sau Mỹ mời lên nè. Mời lên thì nó hỏi tôi có bệnh hoạn gì không? Không, hỏi không sao. Rồi tôi nói nó không, ông hỏi tại sao rời Việt Nam. Tôi nói tôi sống với chế độ cộng sản bất hợp pháp từ năm 76 tới bây giờ. Tại sao vậy? Không thể nào hợp tác được. Ok, chụp hình, rồi thôi. Rồi bắt đầu nó biểu chụp hình, nó chấp nhận rồi. Thì trong lúc đó nó chấp nhận tôi. Thì tôi về tôi mới lục hồ sơ, tôi nói với ông phó hội trưởng á, ông làm viên cao quỹ, đảo vô lục hồ sơ của tôi, tại sao chính phủ Mỹ nhận tôi. Thì ông vô ông lục ông có cái thơ viết tay của đại sứ Mỹ tại Singapore. Đại sứ Mỹ. Singapore. À, viết thơ gửi cho cao quỹ tị nạn, yêu cầu Mỹ phải nhận ông này. Ông không biết gì hết. Không biết gì hết. Tại sao Mỹ lại chú trọng vô? Không biết. Bởi vì xâm đoạt với người Mỹ thì chắc nhiên cái tên của tôi nó có hồ sơ của nó rồi. Mà khi nó thấy cái tên đó là nó là phải khi mà nó nhận rồi thì Úc đâu có dám nhận. Thành ra tôi số đi Mỹ. Mình không muốn đi Mỹ mà trái lại mình bị đi Mỹ. Ông nghĩ đó là một cái nhân duyên để mà sau này ông... Mày sao mày đó mày thì bây giờ thì mình nói tùy duyên. Mình không được cái này thì mình đi cái khác. Mình làm sao đạt được mục tiêu thôi. Thì bắt đầu tôi đi Mỹ, trong 10 tiểu bang đầu tiên á nó nhận đi Mỹ rồi, nhưng mà ông làm final sponsor hay tôi làm final sponsor. Nhưng mà muốn đi tiểu bang nào? Trừ Texas và Cali, tôi hỏi why. Tôi hỏi tại sao vậy? Ông nói người tị nạn ông nhiều lắm. Chỉ mà hai chỗ đó mình muốn về. Rồi tôi bắt đầu tôi sợ nó đưa qua chỗ khác lạnh mà chịu không nổi. Mỹ chỗ có chỗ lạnh chỗ nóng mà. Cali là lý tưởng nhất. Texas thì được. Mà hai chỗ đó người Việt nhiều. Thì tôi bắt đầu tôi không trả lời. Nó hỏi tôi không trả lời. Tôi nói nếu chính phủ Mỹ và phái đoàn mấy ông cần chúng tôi lãnh đạo người Phật giáo chúng tôi tại nước mấy ông ấy, thì chỗ nào Phật giáo chúng tôi nhiều thì xin về đó. Khi mình được cái thơ cuối cùng nó như vậy là nó bắt đầu nó cho thầy Mẫn Giác bảo trợ vô về lốt.
Thì giờ lết lộn rồi thì nó tìm, thì tôi mới viết thơ cho thầy Nhất Hạnh ở thời Mãn Giác. Tôi nói tôi là tái tị nạn, thầy làm cái pano sponsor cho tôi. Tôi về tôi hợp tác, tôi giúp ủng hộ thầy trên phương diện Hoằng Pháp. Ông được cái thơ đó rồi ông đánh điện qua liền. Và ông cho 20 đô nữa, khoái thiệt. Gửi theo 20 đô. 20 đô. Tại Việt Nam, Thắng Quang đừng lo, để tôi lo cho. Thì bắt đầu tôi lấy cái đó tôi nạp cho cao quỹ phái đoàn. Thì nó bóc tôi đi về đi lỡ thôi. Ông cho con hỏi sơ chút là cái ông bay từ lại thì nào, bay thẳng qua Mỹ? Dạ không, nó đi qua kêu Singapore. Singapore đỡ. Mà nhân Singapore lúc đó tôi ở đó có cái trung tâm tị nạn tạm thời đó, để có thờ Phật đó, Quan Âm đó. Mà người đó, mấy người đó là cũng người Tàu, gốc nhiều người Việt. Tại nên họ tổ chức khóa giảng vậy đó. Tôi giảng tại đó, cho nên họ cúng dường tôi 100 đô. Ở nó còn nói nè thầy đi qua tại Mỹ, cái này là cái nguồn liên hoan này, coi giữ kỹ nha, ông chỉ á. Tôi có nhiều cái nghề làm ăn, tôi nói ủa thầy tôi cũng là good job mà tại sao không ai apply hay vậy, mà không sợ lay off nữa. Ngày tháng cứ thế trôi qua, sau khi người tị nạn được giúp đỡ hoàn tất các thủ tục giấy tờ bảo lãnh để đi đến vùng đất mới, đó là những giờ phút hoang mang, buồn vui lẫn lộn. Vui vì mình sắp được đặt chân đến vùng đất tự do, hoang mang vì mình không biết tương lai sẽ như thế nào, cuộc sống sắp tới nơi xứ người sẽ ra sao. Ta bỏ lại thầy tổ huynh đệ, ta bỏ lại ngôi chùa, ta bỏ nước để ra đi. Điều đó không có nghĩa là ta bỏ quê hương, bỏ dân tộc, quên đi chí nguyện cao cả của người xuất gia. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương. Ông lên máy bay qua Mỹ đó. Lúc đó cái trong suy nghĩ của ông có vui hay không? Coi như là mình đã. Nghĩa là coi như là mình đi Mỹ. Thì mục tiêu là mục đi đến nước ngoài là mình hỗ trợ thầy này thì kia, nghiên cứu để mà mình hỗ trợ thầy này thì kia, yểm trợ cái phong trào ngoài. Thì đó với thầy Mãn Giác thì cũng là Mỹ. Thì bây giờ mình đi xây dựng phương tiện ở đây thì mình cứ đi con đường này. Khi mà Hòa Thượng Mãn Giác làm cái pano với băng so tôi, thì tôi về tôi qua bên bản, tôi hợp tác với Hòa Thượng Mãn Giác, thì thành được hoạt động trên cái danh nghĩa tổng hội. Tổng hội thì tổng hội của Hòa Thượng Mãn Giác, tôi là phó hội chủ kiêm tổng vụ trưởng tổng vụ Hoằng Pháp của tổng hội. Thì tôi gây cái phong trào tổng hội, tôi đi hoạt động 50 tiểu bang, khởi điểm Arizona, Phoenix rồi Tucson. Thì chúng hai nữa là bên chúng son cũng Arizona, rồi bên gì, rồi chạy qua Celestity của chùa Bệnh, chúng tôi hoạt động bên đó, rồi đến chỉ kêu là bà Boston, bác sĩ Chí cũng trong phong trào đó, rồi ngoài ra nữa còn cái chùa Phổ Hiền nữa, nhiều chùa có thể nói là gần hết 1/2/3 chùa cả tiểu bang đó. Rồi chúng tôi đi bảo vệ đi chùa đó, đi 50 giảng liên tục mà. Nghĩa là có thể nói họ đặt cọc tôi trước 3 tháng để tôi mới đi kịp. Rồi sau này có Hòa Thượng Chí Chơn thì ông hợp tác với chúng tôi, ông là kêu là đi Hoằng Pháp Sơ Bách, thì bắt đầu ông đi, chúng ta bắt tay nha, hai con đường đi con đường đó mà thôi. Dạ, là lúc đó một buổi giảng, hòa thượng giảng thì không biết là có bao nhiêu người Việt Nam đến tham dự? Đông lắm. Tại vì có thể nói là những chỗ đó mà có thầy là như khác nước vậy đó. Cũng như hồi xưa 75 mấy người Việt mà họ đi qua bên này á, họ gặp người Việt không mừng chết luôn. Nếu tìm mình nước tương mà không được là họ kêu là chúng số độc đắc đó. Ở Mỹ làm sao? Ở với Mỹ mà. Nó đâu có cái văn hóa khác nhau, nó cô đơn dữ lắm. Mà khi có người Việt hay có này kia, mà các Phật tử mà có thầy là họ mừng chết như chúng số độc đắc nào. Họ quý như vàng. Cho nên tôi mới nói, ủa tu cũng là workshop mà tại sao không offline vậy? Họ không sợ live off nữa. Mà tôi nói giỡn chơi á, như vậy đâu có thất nghiệp đâu mà sợ. Khi mà ông đến Hoa Kỳ á, thì cái danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã có hay chưa? Hồi xưa cái vấn đề này thì nó là ảnh hưởng, nhưng mà chắc là tôi không có nên nói không. Bởi vì vấn đề đó
tất cả các tổ chức bên đây á, một dầu là Phật giáo là một hiệp hội, một association, chỉ có Phật giáo Việt Nam, Phật giáo thống nhất Việt Nam thống nhất là một tôn giáo quốc gia lưu vong, chứ không phải là Phật giáo hay là một association. Vậy thì cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời vào năm nào? Năm 1992. Mà 92 á, bầu đại hội toàn quốc ở tại San Jose. Rồi phong trào đó, khi thành lập đó, Phật tâm phong trào đó, thì tôi lúc đó là tôi làm gì phụ kêu là, tức là phó chủ tịch đặc trách liên lạc các châu, tức là tổng tính cách ngoại giao đó. Các châu nghĩa là liên lạc Âu châu, Úc châu, Canada, tôi là phải chịu trách nhiệm của phong trào đó. Và tổng mà của giáo hội thống nhất. Mà khi tổ chức đó, mà đồng thời tôi cũng là chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Canada, tôi thành lập và tôi già làm trong đó. Mà ở trong đó, thì trong lúc đó tôi đi qua Âu châu để mà liên lạc cấp nối Âu châu, thì gặp thầy, ông lãnh tụ Âu châu là thầy Minh Tâm, là bạn học với tôi hồi xưa. Bạn học rồi bắt chúng ta mới qua bên bển, cho chúng ta mới thảo luận bắt tay nhau để đẩy mạnh phong trào Âu châu và Úc châu và dưới chúng tôi là Mỹ châu. Rồi khi mà qua bên tôi là qua bên Úc thì tôi gặp thầy chủ tịch lãnh đạo phong trào Úc là thầy Như Huệ, cũng là bạn học mà cũng xuất thân từ chùa Ấn Quang, cho nên bắt tay nhau. Bây giờ thầy ở bên Úc, tôi bên ông thầy bên Âu châu, còn tôi bên Bê Kỳ và Canada, tôi hỗ trợ. Ở Bê Kỳ thì có thầy Hậu Giác làm chủ tịch, còn tôi thì đặc trách về vấn đề mà phó chủ tịch, mà đặc trách mà tôi là chủ tịch trong bên Canada. Khi mà ông đến Mỹ, ông đến chùa Việt Nam, ông nhìn thấy một cái ngôi chùa Việt Nam mà tại trên đất Mỹ như vậy, ông có trong lòng ông thấy khoái chứ, thì mừng lắm mà. Cái chùa Việt Nam như vậy là nó, nhưng mà nó không phải là nó là một cái nhà, cái đàng hoàng, cái hotel. Mà ông cái hotel mà ông chuyển motel á, ông chuyển thành cái nhà, ông thành cái chùa. Nó không phải là cái chùa thiệt, nhưng mà đó là cái hotel, cái motel. Có vẻ là Hòa Thượng Thiên Ân mua cái đó để làm cái chùa. Thầy mừng thấy một cái chùa Việt Nam tại đó. Tại đó mừng đôi, cái chuyện đó trúng số rồi. Rồi chung hơn nữa mà cái người welcome chúng tôi là mấy thầy mấy cô vừa Phật tử. Bây giờ chùa Việt này, chùa Việt Nam là nhà Trần Quang Thuận nè, tổng trưởng xã hội đấy, rồi Bùi Ngọc Đường nè, Hồng Quang nè, rồi tất cả nhiều lắm, tất cả nhân vật và trí thức đó, Kim Đạt nè, mấy nhà báo chí, nhà trí thức đó, là khi qua rồi họ quan hô tôi dữ lắm mà. Thì coi như là góp tay với Hòa Thượng Mang Giác làm một cái tay hoạt động. Mà có thể nói 50 tiểu bang mà tôi gây phong trào cho tổng hội là một tay tôi đấy. Vì không chồng hoàng pháp. Vậy cho nên là Hòa Thượng Mang Giác đâu có đi. Mà những nhân vật nữa, tại Tịnh Từ đâu có ai đi giảng gì đâu. Chỉ có mình tôi là không chùa lại đi lang thang khắp năm châu Hòa. Trong khi ông đến chùa Việt Nam, những ngày đầu đến chùa Việt Nam, thì có những vị thầy nào đó ở trước ở đó chùa Việt Nam rồi? Thì có, tôi thì không biết. Ở trong đó thì cái chuyện quá khứ tôi không rành, nhưng mà chúng tôi biết rằng hồi xưa đó tôi thấy là cái người thầy Đức Niệm ở đó nè, tất cả mấy thầy trước ở đó thì qua sự bảo trợ thầy Thiên Ân. Vì thầy Thiên Ân có trước mà. Nhưng mà thầy Thiên Ân là chỉ có rút ra chợ lốt thôi. Thì thầy Thiên Ân đó có thầy Đức Niệm, thầy Đức Niệm, thầy Thiên Ân bảo trợ từ ở bên Đài Loan qua đó yểm trợ cho thầy Thiên Ân, vì ông là tiến sĩ. Rồi đồng thời văn học nữa, rồi mấy thầy kia tôi không biết, mấy thầy đi trước rồi tôi không, rất nhiều. Khi mà ông về chùa đó có ai ở cùng với ông thời gian đó? Ở đó thì không có, tôi với Hòa Thượng Mang Giác. Thì có hai vị thầy tại chùa. À, thì thầy thôi, tất cả là Phật tử nhiều nhất. Phật tử nhiều. Nhưng mà khi về không, ở trong đó có thầy Duyên Lý. Cũng đang ở Việt Nam. Thầy có ở đó Duyên Lý nè. Là Duyên Lý là thơ ký đó. Thì trong lúc đó thì qua chỗ đó, thì trong lúc đó bầu thì có Duyên Lý nè, rồi đủ thứ mấy thầy Hộ Giác. Hộ Giác qua trước nữa. Thì có Hộ Giác mấy người làm trong tổng hội. Thì lúc bắt đầu mới rút nhau. Hồi xưa với thầy ở trong viện Bái Đạo thì có Hộ Giác nữa mà. Thì qua đây bắt đầu kết hợp như lại. Dạ vậy thì cái cách sinh hoạt
trong nhà chùa mình giữa Việt Nam và tại Hoa Kỳ nó có khác gì nhau không ạ? Ở bên đây nó khác hơn bên Việt Nam. Vì Việt Nam là cái ông bà tổ tiên ta là đùng bọc, là tín ngưỡng nhân gian, là nó là Phật giáo rồi, đạo ông bà rồi. Bởi vì có nhiều người nói tôi là đạo ông bà, tôi không phải Phật giáo. Tôi hỏi gì chết rước thầy tụng kinh hay rước ai, gọi chiều máy bay bắn xuống sàn Nam Mô Di Lương hay Nam Mô Di Phật. Nó đạo Phật, như đạo Phật là đạo của ông bà, tại sao mấy ông tôn phục quạt để ông bà móc meo như vậy? Mấy ông phải có bổn phận chứ, đạo ông bà mình làm sáng tỏ cái lập trường của mình chứ. Tín ngưỡng nhân gian là tín ngưỡng của Phật giáo, tại sao mình để cho chìm đắm người ta chụp mũ nó là mê tín? Mình phải làm cho sáng tỏ lên cái con đường đó, trách nhiệm của mình Việt Nam. Vì vậy cho nên cho đó ở bên kia thì nó có cái truyền thống đó, nhưng mà bên đây người Mỹ khác, bên đây cái gì cái văn hóa Mỹ nữa. Bây giờ thí dụ như quý vị có quyền đánh con quý vị không? No. Con quý vị không dám đụng chạm nữa. Cái luật pháp của Mỹ vậy, họ mấy ông thầy có dám chỉ mấy ông thầy nhỏ không? No. Vì vậy cho nên do đó phải bắt một cách nào để cho có một sự hòa hợp nhau, để cộng đồng với nhau, chứ không phải nói rằng mình có cái quyền này hay có quyền kia. Nhưng mà tự nhiên ở nước Mỹ vậy thì mình phải xây dựng theo kiểu hướng nước Mỹ. À. Thời gian đến đó ông vô về chùa Việt Nam thì cái đầu tiên đi làm là phải là cái bằng lái xe chứ bằng lái xe không, bằng lái xe tôi qua Phoenix, tôi ở đó trong thời gian tôi chưa có học lái xe. Nhưng mà khi mà ở bên Phoenix Arizona đó, hội trưởng ông nghe ông năn nỉ thầy Mẫn Giác nhờ cho thầy qua bên đó. Thầy Mẫn Giác nói thôi giờ thầy qua bên đó thầy lãnh đạo giùm. À, nghĩa là ông ở bên chùa Việt Nam mấy tháng? Mấy tháng cũng là 7 hay là 1 năm á, đi giáp năm á. Năm sau mới qua bên Phoenix, Arizona. Trong 1 năm ở bên tại ở với mà trong thầy Mẫn Giác tôi mới mở cái đại hội Hoằng Pháp ở tại Colorado. Ừ. Trong 1 năm đó thì ví dụ như cái những công việc hàng ngày của ông là gì? Có đi học không? Cũng không đi học. Lúc đó tôi chưa có liên lạc nhiều, mà hơn nữa lo làm việc, cái chương trình làm việc thôi. Chứ tôi chưa có nghĩ đến cái chương trình đi học, bị gì đi không có thời giờ học rồi, nữa. Lúc đó buổi tối thường thường Phật tử về chùa tụng kinh nhiều không? Tối có cũng có thường thường xuyên họ tụng kinh này kia đó. Những năm 83 đó không? Họ vô đó, họ vô tụng kinh chùa mà. Bị thầy Quan Giác qua lâu rồi thì cái ngành đó họ đi do cái nhóm của Hòa Thượng Thiên Ân. Tạo cái nhân tên bậc tên đó, mấy người định cư trước rồi đó là cái trung tâm trí thức nhập vô đó. Đó ông qua Mỹ đây ông ăn đồ Mỹ là ăn đồ Việt? Tôi ăn đồ Việt. Có rau muống rau lan gì không? Đó thì thôi khỏi lo rồi. Mình hỏi tôi dự trù là ăn bánh mì đó. Tôi có báo này kia tôi đến qua Mỹ chắc là mình ăn bánh mì. Bánh mì có để được. Bánh mì chi, bánh mì kia ra là mình ăn thôi, chứ bánh mì thịt đâu có ăn. Bị coi trong báo là mình thấy gì hay vậy, bữa nay ăn cơm không, ăn cơm ngon lắm, gạo trắng nữa mà ăn gạo xuất khẩu mà ngon hơn. Rồi rau nữa tôi nói ủa sao như vậy thì giống Việt Nam rồi, đâu có gì đâu, mà ở đây coi như Việt Nam rồi. Dạ bạch ông, trong 36 năm ông ở tại đất nước Hoa Kỳ này thì có một cái điều gì làm ông vui nhất không ạ? Dạ, cái điều kiện duy nhất, bây giờ tôi thấy tiểu bang nào cũng có Phật giáo hết, cũng có chùa hết, cho nên do đó tôi thấy tôi mừng rằng Phật giáo, cho nên người Mỹ nói tôi phục tín đồ ông, nói sao vậy? Chỗ nào cũng có nhỏ nhỏ thì cũng có thêm bồ nhỏ nhỏ, tôi nói nghèo muốn chết mà đâu có gì đâu, là mượn tạo cho chính phủ mắt nhắm mắt mở cho tôi trải gia di tự, chứ thật thụ đâu có đủ tiêu chuẩn, nghèo quá không có tiền, rồi nó nói làm sao biết không? Nghèo, mặc dù nghèo nhưng mà tinh thần của biết ông đâu có nghèo. Nó trả lời câu tôi vậy đó. Nghĩa là nó biết Việt Nam dữ lắm. Nghĩa là nói như vậy tôi mừng rằng nghĩa là Phật giáo Việt Nam khắp năm châu bốn biển. Dân tôi với tôi nói là Việt Nam giờ không còn nằm trong chữ ếch mà khắp năm châu bốn biển. Thì Phật giáo Việt Nam cũng khắp năm châu bốn biển. Rồi đó trong tương lai biết là 300 năm sau có thể nói Phật giáo Việt Nam từ Ái Nam Văn chẳng mũi đến mũi Cà Mau mà khắp năm châu bốn biển. Con đường đó của quý vị làm cho tôi không có làm nữa. Từ lúc mà ông đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ này cho đến bây giờ thì không biết ông đã làm những gì và đã mang Phật giáo những gì đến với lại thế hệ trẻ ở tại đây ạ? Tôi cái thế hệ già chứ thế hệ trẻ vì tôi không có giỏi tiếng Anh. Nhưng mà thế hệ già tôi đã đặt, tôi là vì các thầy hợp tác nhau đã tạo được cái foundation của thế hệ già cho người tị nạn.
thế hệ già đây, cái thế hệ lớn tuổi đó, thế hệ mang từ văn hóa Việt Nam qua bên đây, rồi lại lấy cái tinh thần chất liệu đó kết hợp nhau lại tạo thành cho Phật giáo Việt Nam trên đất nước này do sự hợp tác. Còn cái thế hệ trẻ thì chúng tôi làm sao, bởi vì chúng tôi là dốt tiếng Anh, nó không phải giỏi đâu, nói dốc mà nói broken chứ không có được nói được nữa, thành ra tôi đâu sao giảng được. Mà bây giờ tuổi trẻ bên đây nó chỉ biết tiếng Anh chứ không biết tiếng Việt, nó có học tiếng Việt đi để mình nói chuyện sơ sơ thôi, chứ nó học gì triết học là hỷ đạo nó không hiểu. Nhưng hồi xưa tôi đi giảng, tôi nói chuyện mấy đứa nhỏ đó, nó nhỏ thôi, rồi nó dạy cho nó học tiếng Việt, rồi trong đó nó có dạy cho học tiếng, mà tôi có nói bằng tiếng Anh như tam quy ngũ giới á, tôi mới nói cái đó con hiểu nghĩa không, hiểu. Tôi nói bằng tiếng Anh là nó hiểu liền, nó không cần phải giải thích. Mà tôi nghĩ đến bây giờ đây, nếu chúng ta giải thích Phật giáo bằng tiếng Anh thì tuổi trẻ nó hiểu nhiều mà nó đóng góp rất lớn. Còn giải tiếng Việt để nó học, để nó hiểu triết học nó cũng có. Quý vị giỏi tiếng, xin lỗi nha, quý vị giỏi tiếng Việt đó, nếu mà tôi giảng triết học quý vị cũng không biết, quý vị đâu có chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp khoa học với chuyên nghiệp triết học thì chua, quý vị chịu thua rồi. Tôi là xin lỗi, làm thầy chùa tôi số 1 chứ làm khoa học tôi chịu thua quý vị. Nhưng mà quý vị phải nói rằng làm thầy chùa, quý vị nói về đạo Phật giáo thì quý vị phải hỏi cho tôi là cái số 1. Quý vị chưa quý vị không có nghiên cứu. Còn tôi cũng như khoa học quý vị tôi cũng chịu thua rồi. Theo con thấy thì bây giờ cái lớp trẻ, những người Mỹ gốc Việt hoặc là những người Mỹ ở tại trên đất nước Hoa Kỳ này, họ mất đi cái niềm tin vào tôn giáo, thì ông có lời khuyên gì cho đến những thế hệ này hay không ạ? Dạ, bây giờ thưa nhập bình đẳng vấn đề, cái điều mà chúng tôi mong á là mình lấy Phật giáo Việt Nam làm cái foundation, cái căn bản. Tuổi trẻ Việt Nam nó học Phật đó hả? Đặng nó duy trì truyền thống tổ tiên, đó là cần thiết. Còn nó sau này á, nó sẽ bạn cho chính nó giảng cho bạn nó nghe mới nó mạnh hơn. Mà nếu mà mình có thời giờ, nó đi tham dự học cả Mỹ và cả Việt Nam thì chuyện nó khác. Mình nói bằng tiếng Mỹ, như thầy nói bằng tiếng Mỹ, thì nó nghe được, nó nghe liền. Mà tôi thấy là có nhiều là nó thích vô cùng. Qua khóa tôi học Bắc Mỹ đó, mấy đứa nhỏ, người lớn cũng vô học bằng tiếng Mỹ. Rồi đi đề thi, thi đậu, nó đứng lấy quà nữa. Nít, nó thích, bởi vì nó thích đó. Cho nên do đó, nhiều khi nó giảng cho má nó nghe nữa. Như vậy cái đó nó hiểu bằng cái tiếng Anh, mà bắt đầu nó giảng bằng tiếng Anh cho ba má nó nghe. Như vậy có lợi không? Lợi. Tôi xin lỗi, như Minnesota là gì? Minnesota cái chùa Phật Ân đó, thật thụ là mấy đứa nhỏ nó kéo ba má đi chùa, chứ không có ba má, không có nói là ba má nó không đi chùa. Nó bắt ba má phải chở vô chùa, và ba má nó đi vô chùa, rồi cuối cùng nghe giảng riết trở thành Phật tử. Mình phải tải là tạo ra, cho nên cái chùa ở đó nó lên như dụ 300 chứa 300 lễ vậy đó, mà đó là tôi hoạt động mà tuổi trẻ nó đi vô chùa, nó kéo Phật giáo, ba má cuối tuần phải chở tụi con, thì ba má chở vô rồi phải ở chờ, nó học chơi sinh hoạt, thì bắt đầu là gì, là ba má thì phải nghe giảng riết, thành ra bị Phật giáo kéo mất như vậy là trở thành Phật tử thuần thành. Cái đó chúng ta nên tạo cái phương thức đó cho tụi trẻ, nhưng mà giải bằng tiếng Anh. Ông nghĩ là Phật giáo Việt Nam mình tại Hoa Kỳ đã đóng góp, đã làm những gì cho cộng đồng người Việt mình ở tại đây ạ? Cộng đồng người Việt bây giờ, xin lỗi, Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ là đã xây dựng niềm tin của Phật tử của Phật giáo Hoa Kỳ. Các cơ bây giờ thấy kết quả là các chùa, các niệm Phật đều xuất hiện khắp năm châu, cả nước Mỹ. Có nhiều chỗ nào cũng có chùa hết, tiểu bang nào cũng có chùa hết. Đó là cái biểu tượng lý tưởng tâm linh của người Phật tử Việt Nam. Đó là thành quả của sự hoạt động của chúng ta đó. Còn cái lớp trẻ thì chúng tôi phải nhường lại với vị này mà. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam đã làm gì cho những người Việt tị nạn ở trên đất Mỹ? Tị nạn là đầu tiên là cái niềm tin, ta cần cái niềm tin đó bằng không mental. Bởi vì vật lộn kinh tế, vật lộn này kia đủ thứ chuyện, thì nhờ cái nguồn an ủi tinh thần đó mà làm cho họ có niềm tin dương lên và họ đấu tranh cho cuộc sống của họ. Vì vậy cho nên họ mới tồn tại, họ bắt đầu, họ không bao giờ bỏ Phật giáo. Nhờ Phật giáo mà làm cho, mà nếu mình không xây dựng, họ đi đạo Thiên Chúa hoặc là họ đi đạo Phật của Nhật Bổn, họ đi thảo của Tàu. Mà mình duy trì truyền thống của mình thì nó đi theo con đường của mình.
đó là con đường mà chúng tôi thành quả là đặt nền móng Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại này. Chúng tôi chứ không phải tôi, các ngoài này các thầy đặt nền móng dân dàng, chỗ nào cũng có trung tâm Phật giáo, cũng có nhỏ hay lớn đều có phát triển làm cái trung tâm niềm tin của Phật tử quy tụ trở về ở đó để duy trì được cái niềm tin Phật tử Việt Nam không đi theo đạo này hay đạo khác, đó là thành công lớn. Còn vấn đề tuổi trẻ thì chúng ta sẽ nhờ cái thế hệ trẻ để mà duy trì đó, bằng không thì nó bỏ đạo Phật mà đi theo đạo khác, hoặc là nó ăn chơi lâu lãng thành hưu đảng. Cái chuyện đó là trách nhiệm của chúng ta phải duy trì bằng phải phát triển. Tuổi trẻ thì phải nhờ quý vị. Được biết là khi ông đặt chân tới đất nước Hoa Kỳ này thì ông bắt đầu đi hoạt động giảng dạy cho các chùa rất là nhiều phải không ạ? Dạ, nói như vậy, tôi đi giảng, tôi xin lỗi, xin lỗi á. Họ đặt cọc 3 tháng mà tôi đi riết mốt mùa là tôi đi không có chỗ nào nghỉ thế. Nên tùm lum hết cả tiểu bang. Ở chỗ này hết cái gỗ thì tôi đi chỗ kia đi chỗ nọ, mà lô tôi đi thôi. Rồi giờ này sau này có giáo hội, có mấy thầy đi qua nhiều quá về chia sẻ, tôi cảm ơn nhiều lắm, thì đó tôi bớt cái sự lo lắng của tôi đây. Tôi lấy sự tuổi già của tôi, cho nên tôi biết thì mấy thầy mà qua bên đây nhiều mà chia sẻ chúng tôi nhiều, lập vô nhiều, tôi lại đó là duy trì truyền thống Phật giáo Việt Nam tại đất này. Đó là cái ước mơ cho tôi, chứ không phải cho tôi, mà cho Phật giáo Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam nước này. Người Đại Hàn cho dân tộc Đại Hàn, Phật giáo Đại Hàn cho dân tộc Đại Hàn, người Tây Tạng cho Phật dân tộc Tây Tạng, cho Phật giáo Tây Tạng, dân tộc Tây Tạng, thì Phật giáo Việt Nam cũng phải cho Phật, cho dân tộc Việt Nam. Thì đó là một sự đóng góp văn hóa và đạo đức của dân tộc Việt Nam. Tôi mới nói chơi là, khi nào mà bà con mình chết, mày có rước ông thầy sư Tây Tạng qua tụng kinh dùm không? No, phải rước thầy Việt Nam, vì đó là cái văn, là tín ngưỡng gì văn hóa Việt Nam. Có phải là từ năm 2004 là ông được tán phong lên là chánh văn phòng hội đồng giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ cho đến hiện tại bây giờ? Dạ, bởi vì thì bởi vì trong cái tại vì mấy ông tôn vinh tôi ra, ông quý trọng thì ông thương thì ông cho tôi lên, mà ông chưa lên đó rồi ông bắt tôi phải làm đó, nó dựng cho tôi để rồi ông làm cho, chứ không phải là sướng đâu. Nhưng mà tôi hy sinh, tôi đóng góp. Cũng như mấy ngày này dựng tôi lên đó thì tôi phải làm theo thôi, chứ đâu sao, chứ tôi đâu muốn, mà muốn gì, nếu không cho tôi khỏe, tôi enjoy. Nhưng mà bắt tôi làm thì cũng phải làm chứ, không có làm bây giờ ông dựng tôi thì tôi chứ đâu phải là tôi muốn giành ngôi cái đó đâu. Đây mấy ngày này đè dựng tôi lên, bắt tôi phải ngồi đó, phải làm đó thì tôi làm cho. Ông phải là người có đức độ. Cái đó thì trong đạo Phật cái giáo phẩm, vì trong thầy tu á nó có cái là đạo đức, giới đức. Vậy thì trong giới nó có giới thể, là mình thọ giới là cái memory của mình thọ giới, mình phát nguyện nó vô cái memory, nó thọ thành nó đa đà, là cái giới thể. Giới thể đó mình tưới nó riết nó thành nó định cái giới đức. Giới đức là cái chất lượng á, cả đạo đức á nó hiện ra. Rồi giới tướng nó thành ra cái tướng tu. Bây giờ xin lỗi nha, bởi vì đi chùa sơ nha, tu văn nghệ thôi, mà ta cũng biết cái gì là Phật tử rồi, bởi vì sao đó nó hiện tướng tu ra. Mà khi mà quý vị hưởng tiếng tu ra rồi, quý vị chơi mấy người không tu á, nó không có ba lan, nó khác nhau, bởi vì cái tướng tu thì nó cover do cái giới đức mà ra. Vì vậy thì mình tu đó mình có cái đức đó, từ cái đức đó ra tướng. Cũng như quý vị quý tôi là tôi cái body cái gì đâu, nhưng mà dạ tại vì nó hiện ra cái tướng thầy chùa, thì quý vị quý thầy chùa thì quý vị theo ủng hộ tôi thôi. À, được biết là ngoài những Phật sự cho Phật giáo và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ thì ông có hoạt động tại Canada nữa phải không ạ? Dạ tôi dạy học, tôi giảng Canada. Tôi hồi xưa thì bị tôi giỏi về vấn đề di thức học, tức là philosophy, Buddhism. Thành ra tôi giảng cái đó, mấy ông có trình độ đó thì ông mê thì ông theo, rồi ông mới trở thành là một cán bộ cho tôi hoạt động khắp nơi. Đó là con đường mà tôi hoạt động những người trí thức. Ngoài Mỹ và Canada thì ông có hoạt động bên Úc Châu nữa phải không ạ? Đó là với Úc Châu là đi hát. Vì cũng bạn nhau thiếu cán bộ thì tôi qua yểm trợ. Thành ra qua Úc Châu cũng vậy, họ cần thì tôi đi qua, mà lúc đó mình trẻ là mình đi dữ tận lắm, đi máy bay đi ra lắm. Nhưng bây giờ đi hết nổi, tôi xin vui.
ở bên đây, nhưng mà Úc Châu thì có nhiều nhân tài, ở Việt Nam qua nhiều lắm, nhân tài nhiều, thành ra mình khỏi lo. Nhưng mà Úc Châu mình tội nghiệp đó, cô đơn, thành phải nhờ một số nhìn Việt Nam mấy thầy giỏi đi qua yểm trợ. Mà có bên đây qua chúng tôi yểm trợ, nhưng bây giờ tôi đi không nổi, có mấy thầy đi qua yểm trợ mấy ngày này nè, đi qua hoạt động yểm trợ cho mấy Úc Châu. À, vì sao năm 93 thì ông lại lui về ẩn giặc ở lại một nơi hoang vắng như vậy? Bởi vì thời gian đó, thì hoạt động thời gian 93 đó là bởi vì tôi nghỉ, tôi mới bị dưỡng sức á, tôi bồi dưỡng cho tôi một cái tư lương luôn á, tôi mới nghỉ, tôi bắt đầu tôi dưỡng, thì cái nhu cầu thời gian đó bắt đầu là tôi trở lại, bị nhu cầu thực sự hỏi kêu cầu tôi trở lại, tôi bắt trở lại thôi. Trong thời gian nghỉ thì ông vẫn đi giảng, đi dạy hay là tôi viết sách, tôi nhiều tác phẩm lắm, mà tôi về tôi chuyên môn gì duy thức, tức là philosophy Buddhism, cái đó tôi đừng chuyên nghiệp cái đó, thành ra tôi viết để tôi tạo ra một cái chương trình khoa học Phật giáo về khoa học. Tôi mới viết hai cái tác phẩm quan trọng nhất cuối cùng của tôi đó là cái tác phẩm gì, giảng pháp qua cái nhìn duy thức, nghĩa là giảng vũ trụ, giảng pháp này từ đâu sanh ra, sanh bằng cách nào, qua cái lăng kính duy thức học. Con được biết là ông trước tác và dịch thuật rất nhiều tác phẩm, thì không biết là ông tâm đắc nhất là tác phẩm nào? Tôi là trước giờ tất cả những tác phẩm tôi viết nhiều, nhưng mà trong cái tác phẩm mà bị gì, tôi là tổ duy thức, tôi chuyên môn cái ngành đó nhiều, thành ra tôi đi viết sách nằm nào cũng mà quan hệ duy thức là tôi đưa vô, à tôi dịch cho hoặc là tôi viết. Nhưng mà tôi giỏi chữ tàu, thành ra tôi học, tôi giỏi về chữ tàu cũng như quý vị giỏi tiếng Anh vậy đó, thì tôi viết từ chữ tàu qua, và tôi viết tư tưởng, tôi không phải theo văn hóa tàu, tôi xin tư tưởng Phật giáo ở trong tư tưởng tàu tôi khai thác qua. Mà tôi thích nhất là cái tư tưởng mà cái qua cái hệ thống của Thái Hư, của gì, của Huyền Trang, và sau này của Thái Hư. Tác phẩm cuối cùng của tôi nó có ba cái tác phẩm mà tôi gói đầu ở trong tác phẩm về khảo nghiệm duy thức học. Khảo nghiệm nghĩa là gì, cái tác phẩm đó là gì, là tôi khảo sát và nghiệm chứng rồi tôi mới viết. Mà các xin lỗi, những cái tác phẩm đó tôi kéo xin 200 sinh viên ở Việt Nam, xin lỗi hơi bỏ đảng theo đằng này, tôi bị chạy bên đây đấy, cộng sản nói tôi thì chùa lửa đấy, là bị gì sao, nó bị gì bách khoa. Tôi hồi xưa tôi là sinh viên văn hạnh, mà tôi là phó chủ tịch sinh viên văn hạnh, mà đồng thời á tôi hoạt động của bách khoa Sài Gòn nè, kỹ thuật Cao Thắng nè, hồi xưa tức là những cái bạn là bạn học không, rồi tôi bắt đầu đem cái duy thức tôi giảng trên 300 đứa, nó không theo đảng nữa, nó theo tôi, thành ra cuối cùng tôi bị sốc đó mà tôi phải chạy đi. Theo như ông nói lúc nãy thì có các em thích về chùa cho nên kéo luôn cả cha mẹ của các em về chùa. Nhưng mà nếu như các em không có cơ hội được về chùa, thì ông có cái lời khuyên gì đến cho các phụ huynh, cha mẹ của các em hay không? Cái bây giờ phụ huynh, cha mẹ ở đây mình phải tội nghiệp cho họ. Họ cài như con, xin lỗi, một chiếc xe mà không có bồi dưỡng đó, không có dơ nhớt. Quý vị cũng biết rồi mà, làm sao nuôi được, sống được ở Mỹ. Nghĩa là mình nói cho Mỹ là cái người là bóc lột nhân công còn hơn ai nữa, nhưng mà nó cho tự do vậy mà nhờ cái tự do đó mà mình quên đi, nó còn hơn là ai mà tội nghiệp người ta có thì giờ đâu với con. Thì bây giờ những đứa con đó có thể nói nhờ các thầy tuổi trẻ, nó cũng có khao khát, nó muốn tìm một con đường gì đó, có khi nó đi cha mẹ nó mà nó không biết, nó chơi thôi, đến game nó không có biết gì hết, cha mẹ nó đi rồi nó ngồi nó chơi, nó đến game rồi nó ăn rồi về. Tại sao mình không dạy cho nó bằng tiếng Anh, bằng cách nó để nó hiểu đạo bằng tiếng Anh cho nó? Mà cái đó là cái nhu cầu cần thiết đó, là mình cứu khổ cho con mình đấy. Bây giờ mình phải làm lập cái gì để tấm chân mình khuyên họ, nhưng mà khuyên họ họ không có thì giờ nữa, thì mình khuyên chi? Bây giờ mình làm sao mình cứ đến đó, thì cha mẹ họ mừng lắm, cha mẹ họ muốn cho mình hướng dẫn, nhưng mà mấy ông thầy mình không giỏi tiếng Anh làm sao dẫn. Cho nên cái yêu cầu mấy vị đến tiếng Anh, mấy vị mà nó tổ chức nữa là họ bưng con họ lên, tôi xin sẵn sàng. Họ khao khát cái vụ đó, nhưng mà tại vì phải giảng bằng tiếng Anh, chứ đừng có giảng bằng tiếng Việt. Vì tiếng Việt họ không hiểu, mà tiếng nó hiểu được, nó hiểu đi, nói chuyện nhà ăn uống thì thôi chứ đâu có vấn đề. Nhưng mà phải nói về tiếng Anh là nó còn trình bày, nó giải bằng tiếng Anh cho người ta.
Ông có nghĩ là đất nước Hoa Kỳ này là một cái môi trường thuận lợi để cho Phật giáo phát triển ở trên đây không ạ? Họ đương cần mình đây nè, tại vì họ muốn cho mình phát triển. Họ mình thấy họ tạo ở đây nhưng mà họ không thấy cái gì là logic. Đại Hàn thì hơi gì, hơi mờ mịt, không có biện chứng. Nhưng mà cũng có số theo. Nhưng Phật giáo Việt Nam mình logic hơn, khoa học hơn. Cho nên họ muốn mình sao làm sao khai triển tinh thần Phật giáo Việt Nam cho họ. Trong mấy chục năm mà ông hành đạo ở trên đất nước Hoa Kỳ, thì không biết ông có nhiều lần ông có phải trăn trở, băn khoăn, suy nghĩ về cái con đường hoằng pháp ở trên đất nước Hoa Kỳ hay không? Cái điều thứ nhất, cái nhiều lần, nếu như cái lần đầu tiên mà tôi qua bên đây, thật thụ Phật giáo Việt Nam nó có rồi. Nhưng mà một hiệp hội, một association, chứ không phải là một tôn giáo. Nó chấp nhận là một hiệp hội. Như cái hội đó thì nó đâu phải là cái tôn giáo. Một hiệp hội, một tổ chức hiệp hội dưới hình thức tôn giáo. Nhưng Phật giáo Việt Nam là một Phật giáo của dân tộc mà được thế giới nhìn nhận. Đó, cho nên Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo lưu vong chứ không phải là một cái association. Cho nên chúng tôi muốn xây dựng cái nền tảng đó cho vững Phật giáo Việt Nam để che chở cộng đồng Việt Nam danh nghĩa chứ không phải là một cái association có thể bỏ hay không bỏ. Tôi muốn rằng Phật giáo Việt Nam phải chấp nhận. Bây giờ xin lỗi tổ chức Phật giáo Việt Nam, người Úc đã chấp nhận Phật giáo Việt Nam là một trong bốn tôn giáo lớn nước Úc. Tới ngày là đạo đức, nó mời với thầy vô dạy trong trường, mà nếu không có nó kéo vô chùa. Đây là Úc, nó làm được. Mình tại sao mình không làm được? Mình phải làm sao cho dân tộc người Mỹ chấp nhận mình như là nó chấp nhận cái gì? Cái Hollywood ấy. Để cho nó chấp nhận Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà hiện giờ nó cho mình, nhưng mà nó để ý của mình kết quả như sao nào. Nếu cái được thì nó tiếp tục nó cho mình lại quát lên. Mà nếu không có thấy mình làm sao xếp đi thì chứng ra nó không cần mà, thì nó cho mình đi về nước Nam thôi. Cho nên chỗ đó tôi mong rằng làm sao cho Phật giáo phát triển mạnh. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi mang băn khoăn á, cái lớp già đi chết và phải có tuổi trẻ lên nối tiền như che tàng mang mọc. Mà nếu mà không có chương trình đó thì làm sao mang mọc? Thì tuổi trẻ đó phải bằng dạy bằng tiếng Anh, tuổi trẻ làm sao trở thành Phật tử Việt Nam bằng tiếng Anh để nó duy trì cái truyền thống này. Phải truyền thống tôi mới nói rằng tôi nhờ là cái thế hệ quý vị đó. Tôi muốn rằng Phật giáo sẽ duy trì truyền thống đó và làm sao cái vấn đề có giá trị đó. Vậy thì ông có những lời nhắn nhủ gì cho đến những cái thế hệ sau này? Dạ, thế ở trên này thì bây giờ con đường mà hiện nay chúng tôi có nói chuyện với một số người. Hiện nay cái lớp của tôi hay là lớp người tị nạn là người Việt Nam đi qua bên đây, mang cái văn hóa Việt Nam qua bên đây, Phật giáo. Rồi những người đó lớp chết, nhưng mà bên đây, cái đây tất cả các trường, người bên đây người Mỹ không có cái... Thứ nhất là cái truyền thống tổ tiên. Mà người Mỹ đây trường dạy nhân tài không, chứ không có dạy gì vấn đề đạo đức làm người để duy trì cái truyền thống tổ tiên. Trong lúc đó người Mỹ nó tiếc nuối và nó muốn có cái chương trình đó. Mà mình đã có, mình không có thời giờ. Nhưng mà bà con của mình giật lộn chén cơm mình áo, không có thời giờ chăm sóc con nữa. Thì là cái vấn đề truyền thống tổ tiên của tuổi trẻ ở đây, nó học để thành tài thì nó đâu có biết gì truyền thống tổ tiên. Thì họ là người bắt đầu họ phủ nhận cái phương trong phong trào truyền thống tổ tiên, mà chính người Mỹ khao khát cái vấn đề đó. Chính người Mỹ, ông linh mục Mỹ và mục sư Mỹ người da đen, mỗi khi tổ chức khóa tu học Bắc Mỹ, họ xin vô, tôi hỏi gì tất cả mấy vô đây học cái gì, ông là người Công giáo, người Tin lành mà tại sao qua đây học? Họ nói dân tộc tôi không có truyền thống tổ tiên, cho nên tôi qua đây học của mấy ông để gì về tôi xây dựng truyền thống tổ tiên cho dân tộc tôi. Tại sao mình có mà không duy trì chuyện đó? Hai nữa, lúc trẻ cái điều mà chúng tôi lớn tuổi như chúng ta lớn, chúng ta còn tiếng Việt Nam, còn biết Việt Nam. Cái mấy đứa con mình không có biết tiếng Việt Nam mà không có văn hóa Việt Nam, nó sống với cái kiểu Mỹ như vậy, chính nó làm sao nó chôn vùi chìm sâu đáy mồ của truyền thống tổ tiên dưới chết này khoa học này.
đạo đức làm người mất hết. Nó thương súc vật hơn, nó thương cha mẹ của nó. Nó quý trọng súc vật hơn, quý trọng cha mẹ. Đó là cái suy bại đạo đức. Mà người Mỹ nói như vậy, mình dân tộc Việt Nam một cái truyền thống, mình không để cho con mình hay sao, mình đi vào con đường đó. Cho nên phải xây dựng Phật giáo để cứu lại, để mà tinh thần Phật giáo đó đem lại cái tinh thần dân tộc, cái đạo đức làm người bằng cái tinh thần truyền thống đầu tiên. Mà chương trình đó thì chương trình dưới cái tuổi trẻ, tôi mong rằng cái tụi tôi thời lớp già là lát xịt rồi, tôi hy vọng cái tuổi trẻ như các vị đại này trở thành tài nhân tài mà đóng góp cho dân tộc Việt Nam, cho dân tộc châu Tây. Lại sao người Đại Hàn nó biết lo dân tộc họ, người Đại Tây Tạng họ biết lo tôn dân tộc họ, mà mình Phật giáo mình tại sao mình không lo cái gì, cái đạo đức dân tộc tôn giáo của mình. Nói về tự ái tôn giáo thì mình cũng có tự ái tôn giáo dân tộc mình, thì mình sẽ cố gắng duy trì cho con cháu và dòng tộc của mình được không quên cội mất mùa. Cái ước mơ của tôi là như vậy. Vì vậy tất cả người Nhật thì có Phật giáo Nhật họ che chở, người Đại Hàn có Phật giáo Đại Hàn che chở, hai mà người Trung Hoa có Phật giáo Trung Quốc che chở, người Tây Tạng có Phật giáo Tây Tạng, người Việt Nam phải có Phật giáo Việt Nam Tây Tạng. Mà vai trò chúng tôi là người Phật giáo Việt Nam thì mang dòng máu dân tộc Việt Nam, cho nên chúng tôi phải làm tròn cái bổn phận của mình, của dân tộc Việt Nam. Đây là quê hương mới, tôi lại đóng góp dùng các thầy để xây dựng một quê hương mới. Trải qua một thời gian dài cho đến hiện nay, năm 2019, qua bao nhiêu năm ngày hoạt động cho giáo hội tại quê nhà và trên 36 năm ở quê người. Dù tuổi đã hơn 92, nhưng bước chân của Ngài dường như không biết mệt mỏi. Ngài đã hướng dòng đời mình theo con đường duy nhất là Hoằng Pháp độ sanh, cố đem giáo lý Phật Đà chia sẻ với đồng bào Phật tử cả đến những thành phố xa xôi của các tiểu bang bé nhỏ. Ngoài ra, Ngài còn lưu tâm đến việc phát huy văn hóa và đạo đức nơi xứ người để làm nền tảng cho nòi giống người con Việt phát triển. Cả cuộc đời Ngài đã hiến thân cho đạo Pháp với hạnh Bồ Tát. Đạo cần ta đến, chúng sanh cần ta đi. Không nệ gian lao, không từ khó nhọc. Thật đúng lúc như bài thơ do chính Ngài sáng tác mới đây vào tháng 9 năm 2019. Thân tôi như cánh bèo trôi, dòng đời xuôi ngược biết nơi nào dừng. Lang thang khắp nẻo đường trần, chỗ nào duyên đến vui mừng ra đi. Trông gai mình chẳng ngại gì, mong tròn hạnh nguyện từ bi độ đời. Những nơi đã trải qua rồi, chỉ còn để lại tặng người niềm tin. Tùy duyên là hạnh tinh anh, khuôn vàng thước ngọc xây thành cõi an. Có không hai lối phũ phàng, được thua hai lối bẽ bàng trăm năm. Cho dù thế cuộc thăng trầm, tùy duyên vẫn giữ cõi lòng thản nhiên. Vô tư tình trạng nửa nghiêng, thảnh thơi đi giữa triền miên thảm sầu. Người ơi chớ có lo âu, từ bi mở rộng thiên thu thanh bình. Bốn giáo hội hải ngoại, Ngài là bậc niên cao nhất. Tăng ni Việt Nam hải ngoại, Ngài là bậc lạp trưởng nhất. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan là một bậc thạch trụ tòng lâm trong tăng già hải ngoại, là điểm tựa tinh thần cho bao thế hệ tăng ni Phật tử nương nhờ, noi theo. Một ngày nào đó, Ngài tuy không còn với chúng ta, như những sự giáo huấn của Ngài thì luôn luôn bất diệt.